Xin chào tất cả mọi người, mình là Bi. Hiện tại mình đang là idol lương cứng của Popolai. Nếu như các bạn đang có mong muốn tìm kiếm một app livestream để có thể kiếm thêm thu nhập thì các bạn hãy đến với Popolai nhé. Idol ưu tú trên Popolai là gì? Là chúng tôi cần những mẫu hình xinh đẹp, có tài năng, có đủ người ủng hộ và bầu không khí live là sôi động. Nếu như các bạn đáp ứng đủ các yêu cầu trên thì chúng tôi hoan nghênh các bạn đến với Popo và đăng ký trở thành idol lương cứng chất lượng cao của Popo nhé. Khi trở thành idol lương cứng của Popo, bạn sẽ nhận được một khoản lương cứng hậu hĩnh. Phòng live của bạn sẽ được hiển thị ở đầu danh sách và trở thành một trong những gương mặt đại diện của Popo. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được một số hỗ trợ đắc lực từ Popo như ưu tiên tham gia sự kiện, ưu tiên quảng bá trên các nền tảng xã hội, nhận được các quyền lợi từ nền tảng giúp phòng live của bạn trở nên phổ biến hơn như pháo hoa hay là lighthouse. Các yêu cầu cơ bản đối với idol lưng cứng như sau: ảnh bia, hình đại diện và biệt danh đủ tiêu chuẩn, hình ảnh live xinh đẹp, background đẹp, ánh sáng tốt, phòng live có nhạc nền, tích cực tương tác với mọi người trong phòng livestream, đường truyền tốt, không có tạp âm, tham gia nhóm lương cứng chính thức và điền thời gian livestream trên trang cá nhân của mình. Ngoài ra, chúng tôi còn có một số yêu cầu khác như mỗi tuần bạn cần cung cấp một video thể hiện tài năng hoặc là giới thiệu bản thân để phục vụ cho mục đích tuyên truyền. Nếu như trong tuần đó bạn không thể livestream thì bạn hãy liên hệ với admin của chúng tôi để xin nghỉ và đưa rõ lý do tại sao lại nghỉ. Nếu trong 2 tuần liên tiếp bạn không livestream, không xin nghỉ, không có lý do thì chúng tôi sẽ cắt lương cứng của bạn. Ngoài ra, bạn cần tích cực tham gia một số các nền tảng như PK hoặc là siêu tầm video. Chúng tôi rất hoan nghênh các bạn đến với Popolai. Hãy ấn tải Popo và đăng ký trở thành idol lương cứng của Popolai ngay nhé.